Hello, chào mừng quý bà con mình đã quay lại kênh Anh Tài Xế Kim Tử Long nha. Thì ngày hôm nay Hoàng sẽ chạy showroom buổi chiều hôm nay nha mọi người. Buổi chiều hôm nay chạy showroom đợi khách vô xem xe nha. Thì bên ngoài sẽ bán xe Isuzu nha mọi người. Xe tải nha. Xe thùng kính, thùng mui bạc, tất cả các loại thùng của hãng Isuzu. Ngoài ra thì có bán thêm các dòng 7 chỗ và bán tải nằm ở phía trong showroom nha. 7 chỗ và bán tải. Thì ngày hôm nay hy vọng giờ tới chiều, bây giờ là tầm khoảng 1 giờ rưỡi chiều. Hy vọng giờ tới chiều sẽ có hai khách vào mua xe nha mọi người. Hai khách vào tham quan mua xe. Tư vấn thôi cũng được. Mình chưa cần phải mua xe nha, chỉ cần hai top khách vào hỏi xe, hỏi thăm xe, chỉ cần như vậy là đối với Hoàng là rất là đủ rồi nha. Mỗi tháng là mỗi lần trực chỉ cần hai lượt khách vào thì mỗi tháng mình sẽ được bao nhiêu, một tuần mình sẽ được trực 2 ngày mọi người. Một tuần sẽ được trực 2 ngày thì như vậy một tháng mình sẽ được mà một tháng bên nhóm Hoàng chỉ được trực một tuần thôi, thì vậy thì một tháng Hoàng sẽ có tầm khoảng 4 tới 5 khách nhờ trực showroom nha. Thì hy vọng ngày hôm nay sẽ có điều may mắn đến với Hoàng. Mong rằng bà con mình sẽ cầu chúc phúc cho Hoàng hôm nay có nhiều khách nha. Mời mọi người theo chân Hoàng nha. Thì bây giờ Hoàng ngồi ngay cái chỗ cổng bảo vệ luôn nha mọi người. Ngồi ngay chỗ cổng bảo vệ luôn nha. Đứng ngay chỗ cổng bảo vệ nè. Thì vừa hỗ trợ chú bảo vệ xe bảo dưỡng ra vào, vừa có khách thì mình sẽ tư vấn hỗ trợ cho khách luôn nha. Thì chỗ bảo vệ hãng xe của Hoàng thì nằm ở trên đường quốc lộ 13. Đối diện ngay Ôn Bình Dương. Đối diện ngay Ôn Bình Dương nha. Hãng xe Isuzu nha mọi người. Đối diện ngay Ôn Bình Dương. Thì anh chị nào, bà con cô bác nào mà có đi ngang đây á thì nhớ ghé thăm Hoàng nha. Hoàng sẽ mời mọi người cà phê sáng, cà phê trưa, cà phê chiều nha mọi người. Nhớ nha. Đây là Neon Bình Dương mọi người, quốc lộ 13 nha. Thì showroom Minh Hoàng thì lúc nào cũng đầy xe, đầy ấp xe nha. Isuzu Minh Nhi, Isuzu Bình Dương đó. Ở trong là chỗ bảo dưỡng nha. Thì hôm nay cũng có rất là nhiều xe của khách hàng tới tham quan xe của những bạn ở trong nha. Thì tí nữa mong rằng Hoàng sẽ có một vài khách vào đây để Hoàng tiếp nha mọi người. Có tiếp là vui rồi nha. Hy vọng mọi người ơi, hy vọng may mắn sẽ đến với Hoàng nha. Thì sáng hôm nay Hoàng cũng có sáng sớm Hoàng cũng có một khách trên TikTok hay là trên YouTube. Trên TikTok có gọi liên lạc cho Hoàng. Hoàng cũng báo giá, cũng ở gần đây thôi. Thì chắc cũng sắp mua cho Hoàng rồi. Hy vọng là nhiều khách liên hệ với Hoàng mua. Đúng rồi. Chạy chiếc xe hỗ trợ cho anh em, nó giao xe mọi người. Con 5 tấn này nha. Chuẩn bị giao xe con 5 tấn này về khách ở Mỏ Cày Nam. Xe rất là xịn sò nha. 5 tấn rất là xịn sò. Toàn bộ inox hết trơn nè. Tách trong inox luôn. Đó, rất là đẹp trai nha. Thì mời bà con theo chân Hoàng suốt hành trình buổi chiều hôm nay nha.
cứu hành trình của chiều hôm nay nha bà con. Mấy anh em đang chuẩn bị giao con xe 5 tấn rưỡi về mỏ cày Nam nha. Mấy anh em đang chuẩn bị giao con xe 5 tấn rưỡi về mỏ cày Nam nha mọi người. Showroom ở Bình Dương nhưng mà bán xe toàn quốc nha. Bán xe toàn quốc. Biển số cũng dễ thương lắm nha, 23 2723. 2723 nha mọi người. Giờ để chiếc xe máy này lên trong cái thùng xe. Để xe máy lên thùng xe nha. Để xe máy lên thùng xe rồi 2 vợ chồng chị chủ về chạy về dưới Bến Tre luôn. Cái xe để khách chạy về quê nha mọi người. Còn cái xe cho khách chạy về quê nha. Để chở theo chiếc xe vậy đó. Còn xong chiếc xe thì giờ chuẩn bị chạy về quê thôi mọi người ơi. Chạy về Bến Tre nha. Chúc anh trai khai trương Hồng Phát. Bạn giao xe nha. Vào một buổi chiều nhiều mây, rất là dễ thương mọi người ơi. Xuất phát về Bến Tre thì hệ thống anh em sale cũng rất là đông nha.